Đây là mấy ổ bánh mì mình mới vừa mua về nè. Bây giờ mình sẽ làm bánh mì ăn nha. Trứng chiên. Đây mình sẽ làm bánh mì trứng ốp la. Đây mình mới vừa chiên xong hai cái trứng với mấy miếng thịt, mình sẽ làm bánh mì ăn trứng ốp la. Mình sẽ để giống như vậy. Đây, trứng với thịt ở trong đây. Rồi mình sẽ để vô mình nướng, nướng cho nó hơi giòn giòn vậy đó. Với mình xịt thêm miếng nước tương, cái đen đen trong đó là nước tương á. Ngon không Huy? Ngon không? Mình ăn bánh mì trứng ốp la với thịt. Ngon không? Bánh mì mình khó à. Mình ăn bánh mì chấm sữa. Kế tiếp là mình ăn theo món tuổi thơ, bánh mì chấm sữa. Mời cả nhà ăn bánh mì chấm sữa với mình nha. Ăn rất là ngon luôn, lâu lâu ăn lần. Con mình nó thích ăn bánh mì lắm luôn á. Mỗi lần mình làm bánh mì là một đứa ăn một ổ luôn á. Hồi lúc nhỏ là mình ăn bánh mì chấm sữa nè, bánh mì kẹp với chuối nè, rồi bánh mì kem nữa. Ăn mấy cái món gì mà nó ngon. Mình mua bánh mì về mình cho con mình trải nghiệm ăn hết đó. Ăn bánh mì chuối nè, ăn mì bánh mì kem nè. Cho con mình nó trải nghiệm giống như mình á, ăn những món tuổi thơ. Bữa nào mình sẽ mua bánh mì nữa, mình sẽ làm bánh mì muối ớt. Mình ăn bánh mì cá mòi. Đây, cá mòi, trứng, bánh mì. Đủ thứ ăn gì? Gia đình mình ăn tiếp tục 2-3 ngày là bánh mì không á. Mà con mình nó vẫn ăn nha, nó phái ăn luôn.